Hello anh em, nay có ghe cho anh em tham khảo nha anh em. Ghe này hết tải là được 54-55 tấn nha anh em. Ghe tam bản trợ ôn, chiếc ghe nằm giữa nha anh em. Thì một lát nữa mình đưa hết ra cái thông số chiều ngang, chiều dài, máy móc chiếc ghe rồi quay chi tiết cho coi có mục hay là không cho anh em xem ha. Còn anh em nào mà, anh chị em nào mà thường xem vlog á thì nay xem đỡ chiếc ghe mình nha. Nhớ đăng ký kênh và like một cái để ủng hộ ba xí nha anh em. Ghe này thì ra Tết rồi thì người ta cũng dẫn đi chợ lúa ở Bà Tồn nha anh em. Chợ lúa vụ Đông Xuân này ở Bà Tồn nè. Cái bè Tiền Giang. Thì bắt đầu bây giờ là mình đi xuống quay từ từ cho anh em xem ha. Xem hầm mũi, hầm lái rồi không biết có quay cái lồng son nổi hay không. Giờ trưa nắng cái bạc quá nắng rồi, quá nóng không biết quay vô quay nổi hay là không nữa. Quay cực lắm nha anh em. Chiếc này nhỏ quay cực dữ lắm, đồ đạc dinh du hết. Nhớ đăng ký kênh và like một cái cho bà xí nha. Đây bình hồng đây có nâng mũi nữa nghe anh em, nâng mũi và nâng cái kèm thêm cái ấp vô nha. Ấp vô đó là kèm một miếng be mé ngoài nha. Ghe thì bằng cái sau nhưng mà chiếc này cũng có cẩn giá xương xương nha anh em. Đây hàm mũi nè, hàm mũi sao mà 2-3 khớp về đây không biết, cái bửng mũi đó anh em sao nói 2-3 khớp đây mình không biết. Thì chủ ghe này là bạn mình, nó đi nhậu đi đâu rồi mình không biết, nó kêu mình quay đại xuống đây mình quay nha anh em, không có đề máy, không có đề máy không gì hết. Cây then thì mấy cái then hầm mũi thì nó còn ngon nha, nó mấy cái then thì nó còn ngon, có sao mình nói vậy nha. Còn dán hầm thì chỗ này nó mục rồi nha. Đâu để mình coi đây, be ghe thì chưa có mục, cây then á thì còn ngon nè. Than này tại núm ở trên ván hầm đó, nó kéo xuống chứ còn cái than là nó còn chắc nha. Tại mình đi ghe mình biết. Mình quay đỡ cho anh em xem cái cong be ở dưới này cái nó có mục hay là không trước cái đi. Mấy chỗ này nó còn im nè anh em. Rồi ván hầm là mục hết nha anh em. Thì có sao mình nói vậy nha, tại vì thì mình quay cũng cho anh em tham khảo và mình cũng nói thiệt luôn, chứ nếu mà mình quay mà mình đưa chiếc ghe lên quá thì anh em thấy thì anh em cũng chửi mình thôi, hoặc là anh em không có xem cái kênh mình nữa. Thì có sao nói vậy à, dán hầm mục hết thôi, dán hầm mục hết luôn. Rồi mình quay hầm mũi, lát nữa mình quay hầm mái với cái lái, chắc còn ở trong cái lồng son là bây giờ là nóng dữ lắm nha anh em, tại vì nó trùm cái bạc phát lên á, trời trưa nắng nóng dữ lắm mình không có quay nổi đâu. Với nó thằng chủ ghe này bạn mình nó để ghe hề nó cũng không có lột ra, còn bạc ấy rồi đóng còn y à, nó không lột ra cho nên mình quay không được. Ngay chỗ cái mí mình mô hồi nãy là nó có sam sam, cái be với cong nó có sam sam nha anh em. Đây trên dán hầm nè, dán nhạc hầm này nó có xịt nhớt xịt dầu gì rồi, ở trên thì nó thấy vậy chứ ở dưới là nó mục lên hết rồi. Còn chiếc ghe bên hông này là chiếc ghe kêu 370, mình bữa mình có quay rồi nè. Đây nè, cái hầm lái nè, dán sập lái nè, dán sập lái này thấy còn im hết nha anh em. Quay lăng thì quay lăng cơ. Cái sau lái này mình thấy im lắm. Rồi bây giờ chui vô mua quay cho anh em xem tiếp nha. Anh em nhớ đăng ký kênh và like cái ủng hộ ba xí nha anh em. Ghe nhỏ quay nói chung là đồ đạc nhiều quá rồi, mình quay nó cực, nó vất vả dữ lắm anh em. Mà tự mình quay nó luôn cho nên đi nó chui hóc khóe rồi, chỗ này quay nó cực dữ lắm. Quay cực như vậy là phim nó hơi lắc, hơi không đẹp nha anh em. Anh em xem vlog thì nhớ thông cảm cho mình nha. Còn anh em nào mà xem ghe tham khảo định mua bán gì thì cứ xem đi nha. Đây nè, cái hầm lái nè, cái hầm lái mấy cái then còn ngon quá. Cái chỗ này cái bửng lái làm như là mình không biết là nó mục hay là nó nâng lái lên, mình không biết, có nói khúc nữa nha anh em. Ghe này nói chung là nó đi thì đi được nhưng mà nó lỗi rất là nhiều, rồi nó thấy mình thấy nó không ngon. Thì có sao nói vậy, chủ ghe giờ bạn mình thì mình cũng nói
thí dụ không ngon mình cũng nói không ngon, chứ không ngon không lẽ mình nói ngon thì giờ biết sao giờ. Thì nói chung nó không ngon nhưng mà vẫn còn đi được, vẫn còn êm nghe anh em. Nước rỉnh nhóc hết trơn nè, anh ta cũng là biến hết biết luôn, không chịu trách chai hôm chai gì hết. Nhưng mà be ở sau là còn chắc nha, be sau cong đồ chưa mục. Nói chung ở sau là chưa có chỗ nào mục nha. Nhưng mà nó có nâng cái gì đó, nó nâng cái dáng hầm, cái hầm lái nó có cẩn xương xương ở trên á. Nâng nó đưa be vô chứ không phải cẩn. Nên nó lộn. Quay hơi lắc anh em thông cảm nha. Bên đây này cũng còn im nè. Máy thì máy 4CH. 4CH 2 xúc bắp nha anh em. Không có trục bô. Máy này sơn lại nha. Máy còn cốt còn ít tăng đa nha anh em. Mà mình không biết nha, mình không biết là cốt còn ít tăng đa hay là không nha. Tại nếu mà anh em mình để số điện thoại dưới cho anh em có cái gì thì anh em liên lạc, mình nói phóng phóng vậy thôi. Mình hôm rồi nghe bạn mình nói mà mình quên rồi, hình như cốt còn ít tăng đa, nhưng mà máy thì có làm rồi mấy lần, làm cũng nhiều tiền anh em, tại vì dân ma làm rất là nhiều tiền, làm lần hai mấy triệu á. Ừ, nó có làm lần hai mấy triệu anh em, bạn mình á, chạy chân dịch là 8 tấc 6 nha, lắp sắt, cái lắp sắt lắp 60 nha anh em. Sau này nó rung nó rỉnh nước, sau này ngày tắm tiếp chỗ đó nó có mục, nó có kêu bằng nó bị yếu hơi sam sam rồi đó. Bến Tre 05012. Rồi chiếc ghe này bị dài, tổng chiều dài là phủ bì là 16m, bề ngang là 4m3, chở lúa là 54 tấn đó anh em. Lòng son thì giờ nắng quá mình quay không nổi rồi, mình quay mình nói lại cái thông số cho anh em ha. Chân dịch 8 tấc 6, máy thì 4CH 2 xúc bắp không có trục bô. Rồi chiếc ghe này là bạn mình tên Tiên nha, là kêu 200 triệu. Anh em có nhu cầu thì thương lượng, nhưng mà cái giá này thì bạn mình kêu thì mình nói lại vậy thôi. Nhưng mà cái giá này kêu cao quá, mình thấy 200 thì cao quá, chắc anh em không có coi nổi quá. Ghe này thì chắc bạn mình để đi, chứ nếu kêu bớt bớt lại. Tại vì chiếc ghe này mua 200 là làm lại thêm 160 nữa, nó làm rất là nhiều tiền anh em. Cho nên gần 400 triệu lận, máy móc là gần 400 triệu nên cho nên giờ kêu bán này bán phải 200 triệu nó mới gỡ vốn lại được chút đỉnh. Nên rất là lỗ nha anh em. Nhưng mà kêu 200 triệu thì theo mình thấy thì nó vẫn còn cao, theo cái thời điểm thời giá bây giờ nó vẫn còn cao, thì chắc cũng anh em coi đỡ thôi, chứ cho vui thôi, chứ còn theo mình thì thấy anh em đi coi ghe không nổi rồi. Rồi anh em xem clip nhớ đăng ký kênh và ủng hộ Ba Xí một cái nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em vào những clip sau nha anh em. Thân ái và chào tạm biệt. Bye bye.